Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách kết nối Bluetooth nha với gimbal RS4 với những máy ảnh Sony Alpha hỗ trợ Bluetooth nha. Thì đầu tiên các bạn sẽ tắt tính năng Airplane Mode đi, off đi. Đó, để bật cái Bluetooth lên. Tiếp đến thì các bạn vào cái mục Bluetooth function nha, nó nằm cũng gần trong mục mạng luôn. Bluetooth nè, Bluetooth function các bạn on lên. Rồi, ok, các bạn vô mục pairing. Nó hiện lên cái này. Rồi, bước tiếp theo bạn di chuyển về bên gimbal. Bạn kéo cái này xuống. Đây, có Bluetooth. Confirm. Rồi, bạn sẽ thấy Sony A7C2 nè. Connect. Rồi, khi máy ảnh hiện lên là ok. Rồi, vậy là xong. Cực kỳ nhanh nha. Từ RS3 thì đã có tính năng kết nối rồi. Đó, cực kỳ tận dụng luôn. Đây, mình sẽ test luôn. Ok, cực kỳ ngon. Bấm cái là được liền nha. Đó, delay rất là thấp. Bấm cái là quay luôn, rất là ok. Đó, cái kết nối cực đơn giản thôi. Tắt tính năng Airplane đi là off, sau bật Bluetooth lên là on. Xong vào chế độ bearing. Rồi sau đó phải vào phần gimbal. Bearing lên để tìm cái kết nối. Ok, là xong thôi. Cực kỳ đơn giản nha.